Hello anh em, tôi là Đặng Ca Nam đây. Ngày hôm nay tôi sẽ làm thử thách 24 giờ tập luyện như tại K3. Anh em hãy xem hết video này để có thể biết được làm như thế nào để có thể có được sức mạnh như tại K3 nhé. Ok. Dạo gần đây thì có nhiều anh em kêu là tôi hãy sau mặt đi, thì ok, hôm nay tôi sẽ dành vài giây đầu tiên của video để cho anh em thấy được cái nhan sắc tuyệt trần của tôi nhé. Ok. Thì không dài dòng lòng thòng nữa, ngay bây giờ tôi sẽ cho anh em thấy được cái sức mạnh tuyệt đỉnh của tôi. Tôi sẽ bẻ cái thanh lò xo to hơn cả cái cổ tay của tôi nè, anh em thấy không? Đó, cực kỳ là to luôn. Ok. Đó, thách anh em bẻ được cái thanh lò xo nào mà nó to hơn cổ tay của anh em đó. Nói chung là cái thanh này của tôi nó chỉ là hàng Trung Quốc thôi anh em, cho nên là tôi bẻ nó khá là dễ dàng. Tuy nhiên là tôi cũng cảm thấy nó hơi nặng đó anh em. Tôi đoán là cái cây này cũng phải 60-70 kg đó anh em. Đó, nhưng mà tôi thì quá là mạnh mẽ rồi, cho nên là tôi bẻ nó một cách dễ dàng đó anh em. Đó, đoạn này tính là dơ lên cho anh em xem, nhưng mà dơ lên thì hơi nặng anh em. Tiếp theo thì tôi sẽ hít đất bằng một tay nha anh em. Tôi thì nhìn như là skeleton thôi, nhưng mà tôi cũng mạnh lắm á nha anh em. Đó, hít đất một tay một cách dễ dàng luôn. Tuy là chưa được chuẩn phao lắm, nhưng mà tôi sẽ cố gắng gọi là nâng cấp bản thân anh em ạ. Ok, đó, nói chung là hít được vài cái thôi. Đoạn này thì hết sức rồi anh em ơi. Tại K3 thì nổi tiếng với clip nâng bình nước 20kg đúng không? Nhưng mà tôi thì không có mấy cái đó, cho nên là tôi nâng tạm bình nước 2kg vậy đó. Chứ mà tôi mà có thì tôi cũng nâng được giống như tại K3 thôi anh em. Đó, cái này thì giữ 24 tiếng đồng hồ thì cũng được đó anh em. Đó, kiểu này thì chắc là tôi nâng được cả búa thoi anh em rồi. Thôi bóc phét vậy là đủ rồi. Nói chung là clip tới đây là hết anh em. Đó, nếu như anh em thích thì hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ cho tôi. Ok.